Hay và lần vừa mình thấy một cái bài khá là hay về vũ khắc tiệp và về hay cái này. review và nhã sẽ thì vũ khắc tiệp và nhã sẽ là review du lịch luxury đã đi hơn 50 quốc gia và quyết nói không với du lịch bình dân tái tạo chưa cô đại gia. Với tập 3 thì đã phát sóng trên YouTube và đủ để thấy cái mức độ đầu tư của vũ khắc tiệp khi mà là làm review về du lịch sắp tới của đến mức nào. Nhưng đó mới là một cái phần rất là nhỏ trong cái dự định tiền tỷ đang ấp ủ trong tương lai. Chẳng mấy ai có thể biết việc nói được làm được như là các cái tiệp làm cái gì thì cũng phải vùng beng lên hết cỡ như cái ông bầu như cái ông bầu Ngọc Trinh. Nhưng là phải công nhận là không làm thì thôi, nhưng mà khi mà đã làm thì các tiệp phải làm cho tới okay. Cái là review thành những cái nơi du lịch rất là đẹp. Từ khi chuyển sang đam mê và đầu tư của bản thân sang một cái hướng mới đẹp hơn, cũng tốn kém hơn, đó là travel blogger trên YouTube, thì Vũ Khắc Tiệp đã định hướng cho, ngay cho bản thân là người đầu tư về sự xa hoa, sang trọng và đẳng cấp. Với 3 tập đã phát sóng trên YouTube, đủ để thấy cái mức độ đầu tư của Tiệp khi làm review du lịch trải nghiệm đến như nào. Thế nên là cái ông này thì sẽ là một người giống như kiểu là một người travel blogger, nhưng mà với một cái ekip rất là khủng để làm cái video up lên YouTube. Và cái việc quay dựng này, thứ hai nữa là việc chi tiền để đến những cái nơi xa hoa như vậy, thứ ba nữa là cái việc edit, thì đây là một team rất là hùng hậu. Sẽ còn bao nhiêu cái dự án tiền tỷ những mà Vũ Khắc Tiệp đang ấp ủ, hay là tại sao anh lựa chọn một travel blogger, những cái con số tiền tấn mà đã chi bao nhiêu, cùng trò chuyện với ông bầu nhé. Chắc chắn sẽ có tập 1 đến 6 cùng Ngọc Trinh trong thời gian gần nhất. Thì chọn anh Vũ Khắc Tiệp từ thời dân tình gần như là biết anh chuyển hướng sang làm travel blogger hết rồi. Và bắt đầu từ bây giờ thì anh có ý định là lớn sân sang mảng này. Thì thực ra thì mình không tự nhận và muốn cả mắt là travel blogger. Mình chỉ thích cái biệt danh người ta mình gọi là Vũ Khắc Tiệp nên du lịch luxury. Và tất cả thì đều xuất phát từ đam mê và muốn một khám phá thế giới khi mà còn có thể. Anh đã đi được bao nhiêu quốc gia rồi? Tính đến thời điểm này thì Tiệp đã đi được khoảng 50 nước, trong đó mình đã đi gần hết châu Âu. Châu Âu và châu Á. Nơi mà Tiệp tâm đắc là muốn quay lại nhiều nhất đó chính là Thụy Sĩ. Với mình thì đây là một đất nước không khóc chết và không bao giờ nhàm chán và cũ kỹ đối với Tiệp. Thì nhiều người xem thắc mắc là tại sao anh lại bóp méo sau khi mình tham video. Anh sẽ để dạng như bình thường trong tương lai hay đó là một cái điểm nhấn cho các vlog của anh? Thực ra thì trong cái tập đoàn ghi hình cho cái YouTube thì chưa quen và nói ấp úng nhiều. Và khi ngồi dựng khi ngồi dựng thấy không ổn nên là mình đã bóp giọng cho đỡ ngượng. Nhưng mà khi mà được nhiều người góp ý thì mình nên giữ cái giọng của mình thì đã được tiếp nhận. Và tập 2 thì Tiệp đã không chỉnh giọng vào một đoạn nào hết. Ngọc Trinh với anh thì có một quan hệ thân thiết, thì cô ấy đã phản ứng thế nào khi mà anh quyết định làm travel vlog của anh? Anh có định mời Ngọc Trinh tham gia một tập nào không? Thì Ngọc Trinh ủng hộ và khuyên Tiệp làm từ lâu rồi, nhưng mà vì lười mình nghĩ đến cái cảnh vừa nói vừa quay nên là rất là ngại. Và từ bây giờ thì Tiệp đã quyết định đầu tư nghiêm túc rồi đây. Ngoài ra mình và Ngọc Trinh thì đã sắp xếp cái thời gian phù hợp để cùng nhau quay ở tập tiếp theo thì sẽ rất là gần thôi. Với những tập đã thực hiện thì đâu là địa điểm muốn nhiều chi phí nhất? Thụy Sĩ là chuyến đi tốn kém nhất. Một chuyến đi mấy nước châu Âu dài ngày với ekip như thế thì lên tới nửa tỷ đồng. Để làm một cái video mà lên tới nửa tỷ đồng. Vũ Khắc Tiệp thì có dự định phát triển channel YouTube thành một cái kênh lớn mạnh kiếm tiền từ quảng cáo như các nghệ sĩ khác không, hay là anh chỉ làm cho đam mê? Cái này thì làm cho đam mê chắc là đốt tiền đó. Thú thật thì mình chưa nghĩ tới kiếm tiền từ YouTube vì còn dựa vào may mắn và hiệu ứng của người theo dõi nữa. Nhưng hiện tại thì Tiệp đang đầu tư khá lớn về công sức và tiền bạc để làm chuyên nghiệp và bài bản nhất. Mình xây dựng theo cái hướng luxury đến những cái nơi đẳng cấp, sang trọng và độc đáo nên chuyến nào cũng đầu tư như vậy. Quyết nói không với du lịch bình dân. Nói về đam mê một chút thì cái thời điểm này đam mê của anh là gì? Mỗi giai đoạn thì con người sẽ có một đam mê và một tư duy khác nhau. Tại cái thời điểm này thì Tiệp chỉ nghĩ về kinh doanh, về bất động sản và du lịch vào con thế giới. Và giải trí thì đã giảm nhiều rồi. Cư dân mạng bình luận trên mạng xã hội anh là đam mê chỉnh ảnh nhiều quá, ví dụ như là kiếp bầu trời ảo,
ghép khinh khí cầu quá lố như cái đợt ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ảnh ngưng động thời gian ở Paris, anh có định thay đổi lớn trong cái thời gian không? Ôi rồi lần lâu lắm rồi mới nghe cái khúc ca. Chị có nghe thấy không chị? Diễn về này. Ở dưới kia các trường cấp 1 họ đang hát quốc ca. Mà đúng ra là thì liên hình ai mà không chỉ nhỉ, và những cái hình ảnh du lịch của Tiệp thì đều bám sát thực tế và không thay đổi 180 độ như là nhiều người. Cái thời gian này thì làm YouTube thì mọi người sẽ thấy thực tế hơn và chắc chắn không sử dụng Photoshop rồi. Và mọi người hãy chờ nhé. Liệu người theo dõi mạng xã hội được đồng hành cùng anh trong một cuộc chuyến đi không, như một hình thức tương tác chẳng hạn? Tiệp đã nghĩ đến việc này và hy vọng vào thời gian gần nhất thì sẽ mời được 2-3 khán giả để cùng trải nghiệm trong một chuyến đi nào đấy. Lúc ấy thì mọi người sẽ thấy một cuộc khác biệt thú vị và đặc biệt với nhau. Ôi, cái ông này toàn trải nghiệm ở những nơi xa, trải nghiệm những việc tuyệt vời của một người đó chứ. Hình ảnh đã chia sẻ thì có thể thấy anh đang xây dựng hình ảnh của một travel blogger đẳng cấp, sang chảnh và thậm chí là xa xỉ. Theo anh thì liệu điều đó có trở thành lối mòn vì ngày nay đã quá nhiều travel blogger phát triển theo hướng này rồi? Đúng là việc xây dựng theo hướng sang chảnh như thế, thứ nhất ở Việt Nam thì mình không theo dõi một ai về du lịch hết. Tiệp nghĩ là mình là người tiên phong theo cái xu hướng luxury này, và một khi đã quyết tâm làm thì chắc chắn không thể thất bại. Để có một số bình luận đã có một số bình luận tiêu cực về luxury của anh, cho rằng là anh quá khoe khoang, lãng phí tiền bạc. Anh có gì gửi gắm tới antifan hay những người ném đã ném đá nói chung không? Đã là vlog thì mình cần chi tiết và thực tế, không nói giá tiền thì sao người xem biết và hiểu được. Nếu không là vlog thì Tiệp cũng có nói chi phí ở những nơi mà mình đến trên Facebook bao giờ đâu. Tiệp đi cả trăm nơi đẹp và đẹp rồi. Cái này anh chọn jewelry và định hình đó là cái thương hiệu của khác biệt. Nói chung là cái ông này rất là kinh rồi, đầu tư rất là nhiều tiền để làm những cái video này. Ngoài ra thì mình thấy là kho bắc nó thì mình nghĩ là chắc là anh này không làm mà anh ấy vẫn đi du lịch thì có thể là anh ấy chơi bitcoin hoặc là đầu tư chứng khoán. Thì khi mà mình đã có một khoản tiền rồi mà đầu tư vào cái đấy thì dù đi du lịch ở đâu cũng có tiền mà, chắc chỉ như vậy. Bây giờ sẽ lâu lắm rồi mới thấy Đông Nhi hội ngộ em gái ông cao thắng đọ sóc 30 tuổi. Hoa hậu nào cũng đua tranh váy áo đẳng cấp, riêng Henny thì lại tôn vinh cội rễ của bản thân bằng thời trang. Để xem còn cái thông tin gì hay ở trong thằng ngày hôm nay nữa không. Thắng tiên tri đoán đúng về vụ ly hôn của công Hee Chun và cả song từ năm 2017. Những cái gì mà đến càng sớm thì đi cũng càng nhanh. Linh Vin khoe ảnh cách đây 10 năm đã đẹp cướp nở, cố gắng sinh ra để làm bạn cả thế gian sẵn có đây rồi. Là cái tiêu đề nó bị đâm chết ở trung tâm thương mại trên cái gì đấy. Ma cũng sinh viên cô gái bị đâm chết ở trung tâm thương mại cho mẹ cái đứa là chi biết cô hàng ngày mãi dâm được tiền học rồi. Người sẽ đặt phía sau của ăn chưa sang chị và các chuyến du lịch hoặc trong thế giới được thẻ lộ sau đấy chúng ta là những sinh viên tham gia hai cái tuyển tự sinh viên và tiếp thị về truyền thông của đại học Úc. Thì vào thứ ba tuần trước là chiếc vi thảm của cựu sinh viên trường đại học Úc bị đâm chết ở trung tâm thương mại đã khiến nhiều gia đình chịu cú sốc. Tuy nhiên thì cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt khi mà người thân nhân tôi phải đón nhận thông tin cô nữ sinh còn có nghề tay trái là hành nghề bán dâm ở khu vực này. Chuyện sinh viên đại học làm việc ở trong các nhà thổ là rất phổ biến. Tôi đưa ra một bài bán dâm đã viết trong hồi ký xuất bản năm 2018. Vãi đường, trong hồi ký xuất bản. Thông thường thì các cô gái sẽ đi du lịch giữa các bang vào các cái ngày lễ hoặc nghỉ học để bán dâm nhằm trả các cái khoản nợ cho chi phí tiêu phóng túng. Thành ra thì họ cũng không dám chia sẻ kể với gia đình vì sợ bị kỳ thị. Và rồi thì các nữ sinh đều quen với lối sống đó, họ có thể tự quảng cáo để làm việc độc lập ở trang web, ở các cái trang web giao vặt trên lan can cô như Đam đã làm. Đây là cái trang giới thiệu những cái dịch vụ massage, kích dục hay bệnh dâm mà không cần qua nhà thổ hay là môi giới. Và tôi ghét phải làm việc đó, tôi thấy rất khó để gỡ quảng cáo xuống, cho nên nhiều cô gái chỉ thích làm việc với khách
riêng sau khi ra trường. Ok.